người, vẫn yêu một người, vẫn được chờ, dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá yêu. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. À, lúc sau thì đúng là nghe giọng thanh thạo thật. Bị mình bị một tí xíu là lúc đầu không hát hết nguyên một câu, chỉ có một câu thôi thì mình đoán. Nhưng mà lúc sau thì đúng là chính là giọng thạo. Người ta cứ nói đi đừng quá yêu, người ta cứ nói đi đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không có ai đứng bên ta. Cái này là không còn ai đứng bên ta thiệt luôn đó, là vì đoán không có ra túi. Nãy ông Phúc nghe một câu, dù Phúc nghe một câu, Phúc vẫn biết người này là ai, người này là ai. Từ phía xa chân trời, hãy nhớ anh nơi này. Đừng khóc mỗi khi cô đơn ôm lấy em. Giờ ngủ chưa em, mắt đã thấm bờ môi khô rồi. Chuyện cũ chưa qua, lòng em đau như cắt ai ngờ. Đừng gọi tên nhau, nhưng đêm mưa bao tối như vậy. Đâu biết xa là nhớ, đâu biết xa là nhớ nhau nhiều. Em ơi bình yên là ở cạnh bên anh, hay là ở nơi đâu? Niềm vui em trao hết ai, còn mình anh nước mắt. Đêm nay môi mắt không có còn cho nhau như những lúc ban đầu. Lạnh cầm còn hơn gió đâu kia đang thay mùa. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, lòng anh khóc thay để bớt đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài kia. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại, cho anh được yên một chút để thấy mặt trời. Lòng anh khóc thay để bớt đau lòng.
xin em hãy ở lại cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời. Có vẻ là quá dễ dàng cho Thùng Nguyễn, nhưng mà khúc đầu cũng hơi khó nha. Hùng Phúc biến hóa nha. Lúc mà anh giả giọng á anh, là em không biết người đó là ai luôn, chỉ có một vài từ là em thấy được. Nói chung là Thùng Nguyễn đoán ưng Hùng Phúc là hoàn toàn chính xác. Bởi vì anh đã nhả giọng tới mức độ đó rồi mà em chỉ cần nghe có một cái từ nhả chữ của anh lúc cuối thôi mà em cũng đã nhận ra được. Tại vì có những cái nó thuộc về đặc trưng rồi. Dạ, đúng rồi. Khó làm khác. Em cũng thấy may mắn tại vì hồi đó em nghe nhạc anh Phúc nhiều lắm. Anh là thần tượng của em. Cảm ơn em trai. Dạ, và đây cũng là đại ca của em. Em chào đại ca. Hồi nãy xin lỗi đại ca, em kêu đại ca bằng em. Dạ. Em kêu anh tới bằng chú lần. Thì mình là đoán đúng. Dạ. Ơn Phúc đã xuất hiện rồi. Dạ. Thì đó. Ủa? Phạt chứ sao nữa. Hình phạt sẽ nằm trong chiếc hộp này. Hình phạt hả? Còn riêng Thùng Nguyễn là sẽ được đeo cái này. Nó vừa cái đầu em không anh? Anh đây cho, dễ hết. Để kẹp cho mình chiến thắng. Đó. Hy vọng là hình phạt nó nhẹ nhẹ chút cho bạn gái đỡ nhờ ha. Này dễ, này đơn giản, không gây đau đớn, chỉ tổn hại về mặt tinh thần thôi. Vừa mang dép bông vừa nhảy theo một bài nhạc được chương trình cung cấp, thưa quý vị. Trời ơi. Nếu gì? Bây giờ nhảy gì anh? Sexy. Em nghĩ chắc vậy được rồi đó, đủ rồi đó.